listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every woe still shines. Every it's yesterday once more. Và tất cả những cái giá trị còn lại là tính nhân văn, là con người, là những cái gì mà mình mang lại, mình cống hiến cho cuộc đời này, là mọi người hãy sống tốt với nhau và đừng quên làm từ thiện mỗi ngày. It's yesterday once more. Sếp Thảo rất là vui, sếp Thảo rất là gần gũi và với anh em và thân thiết với anh em trong công viên này. Chúng em làm việc tới tận 10 giờ thì vẫn chưa thấy xe Madame về. Và những ngày lễ Tết cũng như cuối tuần thì vẫn thấy Madame đang làm việc. Madame hát cho các em nhỏ rất là hay. Một anh nhỏ cắt thà dễ thương, hỏi rằng anh sao nhất nhà thì anh ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Sovico Holding kính chúc Chủ tịch Nguyễn Thị Phương Thảo một ngày sinh nhật vui vẻ, luôn luôn là con người hạnh phúc,
dồi dào sức khỏe, luôn luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho tất cả cán bộ công nhân viên của tập đoàn. And over here at IT Center, we always remember what you want us to do, especially to make the best use of technology and to do more automation. And I always remind our guys about what you want us to do. Chúc Adam luôn trẻ đẹp và mạnh khỏe để dẫn dắt tập đoàn Sovico đạt được những thành tích vang dội nữa. Xin kính chúc chị Thảo luôn trẻ, khỏe, xinh đẹp, hạnh phúc và tiếp tục là đầu tàu dẫn dắt tập đoàn Sovico, công ty cổ phần Nhất Phú Long và các công ty thành viên trong lĩnh vực bất động sản ngày càng phát triển vững mạnh lên một tầm cao mới. Thay mặt toàn bộ các bộ nhân viên HT Bank, mừng sinh nhật Madam. Chúc Madam luôn vui, khỏe, hạnh phúc và nguồn cảm hứng bất tận cho tập thể cán bộ nhân viên HT Bank. Chúc mừng sinh nhật Madam, Happy Birthday! Madam Thao, hello from the Furama Resort, Furama Villa and Arena Convention Center. We wish you all a very happy birthday. Happy birthday! Chúc mừng sinh nhật Thảo. Chúc tổng giám đốc xinh đẹp và nổi tiếng hơn nữa. Chúc tổng giám đốc thành công hơn. Chúc tổng giám đốc dồi dào sức khỏe, bảo đảm cho mỗi năm Vietjet và công ty của chúng ta to lớn hơn, khối lượng mở rộng nhiều hơn, đường bay nhiều hơn, các hoạt động khai thác dồn dập hơn. Sẽ cố gắng đảm bảo hỗ trợ tốt và công tác về an toàn cho người tham gia cho cái tăng trưởng phát triển của công ty. Nói chung là cái món quà đặc sinh nhật của tổng đốc hôm nay. Chúc mừng sinh nhật tổng đốc. Đốc. Chúc mừng sinh nhật. Cũng xin cảm ơn Madam rất nhiều đã truyền nhiệt huyết làm việc cho đến tất cả nhân viên của Vietjet. Chúc mừng sinh nhật Madam. Chúc sinh nhật vui vẻ và dành nhiều thời gian cho gia đình. Chúc sinh nhật Madam. I wish you in name of Airbus a happy birthday. Chúc mừng sinh nhật. I'd like to take this opportunity. Thank you for the amazing 4 years working under your leadership. It has been a fabulous journey for me and chúc mừng sinh nhật Madam. Hello Madam Tao, thank you for from all the pilots for letting us enjoy this professional environment and wish you happy birthday. Happy birthday. Thank you so much. Xin chân thành cảm ơn, chúc mừng sinh nhật Madam.